biến giày buộc dây thành giày lười. Dễ dàng xỏ chân. Hôm nay shop sẽ chia sẻ với các bạn kiểu buộc dây mới này nhé. Những đôi giày bata buộc dây luôn là những chọn lựa cho những cô nàng yêu thích phong cách menswear. Nhưng để biến đôi giày buộc dây thành giày lười thì không phải ai cũng biết cách. Các bạn xem kỹ rồi từ từ làm theo nhé. Chúng ta cùng làm vô lỗ thứ nhất như thế này. Sóng cho hai đầu dây bằng nhau. Rồi vào lỗ số 2 như thế này. Các bạn lưu ý đừng để cho dây bị xoắn nhé. Chúng ta được một cái nút chéo dây như thế này này. Tiếp này, các bạn lưu ý này, phải luồn dây qua đây. Luồn dây qua như thế này. Đó. Đó, thắt nút lại, dây bên kia cũng thế, luồn qua. Đó, ra được cái nút thứ nhất như giống như cái nơ. Đó, rồi xỏ vào nút số 3, vào lỗ số 3 như thế này. Vào lỗ số 3. Đó. Rồi. Luồn qua như thế này. Đó. Luồn qua như thế này. Cái việc mà chúng ta luồn qua như thế này rồi chéo dây. Việc chúng ta luồn qua xong vòng lại như thế này này là tạo ra cho chiếc giày có độ co giãn tốt. Thì khi mà các bạn xỏ chân ấy, nó sẽ dễ dàng và không phải tháo dây, cởi dây. Chúng ta đang thực hiện cách buộc dây rất thông minh, biến đôi giày buộc dây thành giày lười một cách dễ dàng. Mẫu giày này có 6 lỗ nên chúng ta tạo thành 5 chiếc nơ đều nhau như thế này. Rất là đẹp, rất là gọn luôn, không còn thừa dây chút nào. Các bạn nhìn kỹ nhá, những nút cuối cùng chúng ta sẽ xử lý như thế nào để cho chiếc giày trở nên gọn gàng và lạ mắt. Thì đây là nút cuối cùng này, các bạn để ý này. Nút cuối cùng, buộc xong cái nơ cuối cùng rồi chúng ta luồn lại như thế này. Đó, luồn lại. Đó, rồi giấu hai cái đầu dây vào trong. Giấu hai đầu dây vào trong. Rồi, xong rồi. Đẹp rồi nè. Các bạn thấy đẹp không? Đó, rồi chúng ta xỏ cái chân để đi thôi. Đó. Chúng ta dễ dàng, không cần phải tháo dây nha.